Chào em gái, em có thể giới thiệu em tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Ngân ạ. Nguyễn Thanh Ngân. Dạ. Ngân là quê ở đâu đây em? Dạ, em ở quê ở Bình Định ạ. Bình Định hả? Dạ. Hiện tại thì Ngân đang sinh sống và làm việc tại đâu em? Dạ, em đang sinh sống tại Tân Phú, Thủ Đức ạ. Sài Gòn đúng không ạ? Hôm nay Ngân về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp Ngân chuyện gì đây? Dạ, em nhờ các anh giúp em là tìm em gái bỏ nhà đi ạ. Tìm em của em hả? Dạ. Ba mẹ em đâu? Dạ, ba mẹ em ở dưới quê ạ. Vậy là ba mẹ đang quê đang ngoài Bình Định. Dạ đúng rồi. Và hiện tại thì em đang làm việc tại Sài Gòn nên mà tiện thể em đi về đây để em nhờ các anh đúng không? Dạ. Em gái của em họ tên đầy đủ là gì? Dạ, Nguyễn Thanh Huyền. Bé nhiêu tuổi rồi em? Dạ, bé sinh 2016 ạ. 18 tuổi. Còn em? Dạ, em 19. Em 19. Còn em gái của em 18. Em có thể chia sẻ cho anh cũng như tất cả các cô chú anh chị đang xem video này được biết là em gái của em lý do nguyên nhân gì mà bỏ nhà đi đây? Sáng buổi sáng hôm đó, sáng ngày 29 tháng 9 là có cãi nhau với ba mẹ, thì bỏ xong rồi em mới tự tắt máy, xong rồi im lặng luôn, không ai liên lạc được. Đến tối thì em đi làm về thì không thấy em ở trọ nữa. Cãi nhau là cãi nhau chuyện gì em biết không? Dạ, kiểu như là nói chuyện mà em không có hợp tác đó, xong rồi là ba mẹ có hơi lớn tiếng một tí. Tức là ba mẹ ở quê Dạ, gọi vào. dạ. Em gái của em và ba mẹ là có hay như vậy không hay là mới đây thôi? Cũng có nhưng mà trước giờ kiểu nói xong rồi thì thôi ạ. Còn hôm nay thì nó lại bỏ đi luôn ạ. Vậy là em với em gái em ở cùng với nhau hả? Dạ. Là ở cùng, có làm cùng không? Dạ không ạ, cả từ tháng 5 đến giờ là tụi em không làm cùng nhau á. Em gái của em làm công việc gì ở Sài Gòn? Dạ cũng là làm công việc như em, là làm spa nhưng mà ở một tiệm khác. Làm đẹp. Dạ đúng rồi. Em gái của em vào Sài Gòn lâu chưa? Cuối tháng 7 năm 2023. Vậy là mới đây Dạ mà. đúng rồi, em mới được Mới năm vừa rồi chứ đúng rồi, nhiêu. hai chị em vào cùng với nhau ạ. Tính tình như thế nào em? Dạ cứng đầu hay bướng. Cứng đầu hay bướng? Dạ nói thì cãi lại thôi chứ không có. Em gái của em là có bạn trai chưa? Kiểu có quen linh ta linh tinh, tại cũng còn nhỏ nên là cứ quen linh ta linh tinh trên mạng hoặc là trên mạng rồi vậy á. Hai chị em của em nó đi làm Sài Gòn nó từ đầu năm tới giờ có về Bình Định lần nào chưa? Dạ có ạ. Cái thời gian mà cái cuộc gọi mà giữa ba mẹ cũng như em gái của em là mới đây à? Dạ là ngày 29 tháng 9 ạ. Xong cái là bỏ đi luôn. Dạ. Có nói với em câu gì không? Dạ không, không nói em gì cả. Em gái em đi mang theo những thứ gì? Dạ mang theo một cái vali màu xám rồi với tư trang Quần áo. Không nói năng gì với em. em. Hai chị em ở với nhau có chuyện gì xảy ra không? Dạ. Dạ không ạ, chị em thì buổi sáng đi làm thì vẫn bình thường ạ. Chỉ là khi nghe mẹ bảo là mẹ có nói chuyện với em như vậy xong rồi là không liên lạc được nữa. Ba mẹ em biết em gái em bỏ đi chưa? Dạ biết ạ. Ba mẹ có nói là cái hôm đấy là nói chuyện cãi nhau về vấn đề gì không? Trước đó là em ở chung với nhiều người ở trong một cái phòng, thì là trong phòng đó có người bị mất đồ, là em bị vu oan, thì Em là bị vu oan hả? dạ đúng không ạ. Mất đồ gì em? Dạ mất, chỉ mất cái iPod bình thường thôi ạ, mà lại vu oan cho anh lấy, xong rồi là em nó không quên em nữa, lại đi bên ngoài nên là ba mẹ em la nó thôi. À vậy hả? Dạ. Nhưng mà cái sự việc đó được làm sáng tỏ chưa? Dạ chưa ạ. Ở đông không? Tập thể hay như thế nào? Ở phòng đó có 4 người ạ. Có camera Dạ không ạ. không? Mất iPad hả? Mất cái iPod, cái tai nghe á. À, vậy là em gái em không đứng về phe của em Dạ. mà lại đứng về phe người mất. Dạ, giống như là lúc đó Nhưng em vô mà con thì nó lại cười giỡn với người ta mà không không kiểu không có quan tâm đến cảm xúc của em á. nhưng mà họ có bằng chứng gì không mà Dạ không ạ. họ lại nói em lấy? Dạ không, không có một bằng chứng gì hết, tự nhiên người ta tới nơi làm việc của em luôn ạ. Họ gọi em muốn hả? Dạ. Trời đất ơi, cái đó là cái tai nghe Dạ, chỉ vì một cái tai nghe mà đến tận nơi làm việc của em để lục lọi luôn ạ. mà họ không có một cái bằng chứng gì mà họ lại đi vu khống em. Dạ. Mà sự việc đó đến nay vẫn chưa sáng tỏ, vậy là còn ở chung nữa không? Dạ không ạ, em dọn ra riêng được nửa tháng,
Ở chung phức tạp lắm em ạ, phức tạp đủ thứ. Và tới giờ phút này em gái em bỏ đi. Em đang sợ nhất điều gì? Sợ em có vấn đề gì không? Sợ vấn đề hả? Tính tình của em là có ngoan gì không? Nhưng mà thích thì làm, chứ không nghi ai hết. Vậy hả? Khổ ha. Em hãy nói một cái điều gì đó với em gái của em biết đi. Nghe được thì em gái của em đang ở đâu đó sớm quay trở về. Trước giờ chị em mình cũng hay cãi nhau, chưa lúc nào cũng là không bao giờ nói chuyện với nhau quá nhiều cả. Nhưng mà hai mong mình đấy, nhưng mà em thấy video này á thì em liên lạc về với gia đình, ba mẹ đang rất là lo, đang rất là mong chờ em về. Chị em ông bà có câu là gà chung một mẹ chớ hoài đá nhau, đúng không em? Đặc biệt chị em đi làm xa quê xa nhà phải bảo vệ nhau, phải đoàn kết với nhau, phải yêu thương nhau. Tới giờ phút này là em gái của em bỏ đi như vậy, bản thân em là một người chị, em rất lo sợ rằng có thể là em gái em đi ra bên ngoài, mà đặc biệt bên ngoài thì rất là phức tạp, sợ gặp những cái điều không hay, đúng không? Cái sự việc của em thì các anh đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ em cũng như gia đình hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí. Thì hôm nay em về đây, em nhờ các anh quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm em gái, và mong em gái hiểu được là gia đình luôn luôn là điều tuyệt vời nhất, và cha mẹ luôn luôn thương con cái, chỉ có cha mẹ thương con cái vô điều kiện, còn người ngoài họ thương mình sẽ có điều kiện. Để mong rằng là em gái của em hiểu được, bởi vì em gái của em năm nay 18 tuổi rồi, đủ nhận thức, đủ hiểu biết đâu là đúng, đâu là sai. Và mong muốn rằng là em gái của em đang ở đâu đó thì hãy sớm quay trở về, bỏ hết những cái chuyện gì đó mà không vui và những cái thời gian vừa qua xảy ra thì mình bỏ qua một bên, để mà mình quay về mình đoàn tụ với gia đình, để gia đình yên tâm đỡ lo lắng. Chắc ba mẹ ở quê chắc cũng đang rất là nóng ruột, đúng không? Ba mẹ bảo là bây giờ chỉ cần biết vị trí của em ở đâu, đang làm gì là được rồi, không cần liên lạc với nhà được rồi, chứ không ai bắt ép em nó phải làm gì hết. Vậy là chỉ cần biết là em gái của em đang làm ở đâu, ở đâu như thế nào, có được khỏe hay không, chỉ cần là nhấc máy lên gọi điện về báo tin cho gia đình, rồi sau đó thì em gái em cứ tiếp tục cuộc sống tự lập, bởi vì tuổi 18 rồi, cha mẹ nuôi cho đủ lông đủ cánh, biết bay rồi, biết kiếm ăn rồi, mà bây giờ lại làm như vậy thì thật sự đó là cái điều đáng tiếc. Bởi vì bổn phận làm con đó, mình phải đi đầu vẫn là cái chữ hiếu em ạ. Cha mẹ dù như thế nào đi chăng nữa vẫn là cha mẹ, có cha mẹ thì mới có mình, mình được như ngày hôm nay là nhờ cha mẹ, không có cha mẹ thì làm gì có mình trên cõi đời này được. Nên mà cha mẹ, tất cả mọi cái hành động lời nói của cha mẹ đều muốn tốt cho các con, nhưng tiếc rằng là các con lại không có hiểu, cứ trách hờn cha mẹ rồi giận hờn cha mẹ. Cha mẹ đâu biết sống với mình cả đời được đâu. Rồi cũng đến một cái thời điểm nào đó nhất định, bởi vì quy luật tạo hóa của cuộc sống, có sinh thì phải có tử em ạ. Nên mà đến độ tuổi nào đó thì cha mẹ cũng không còn trên cõi đời này nữa. Sau này đi, bản thân em ngồi đây đi, hoặc là em gái của em đi, có gia đình, có con cái mới hiểu được. Lúc đó các em mới thấm, mới hiểu được. Còn bây giờ các em vẫn chưa hình dung ra được đâu, bởi vì các em chưa từng mang nặng đẻ đau, chưa từng cái cảnh khổ để mà nuôi con. Em cứ hình dung tưởng tượng trong đầu như thế này này. Cái hồi nhỏ ấy, khi mà em được sinh ra ấy, là cha mẹ em nuôi nấng em, thậm chí em ăn uống hoặc em ốm đau cảm cúm thôi là cha mẹ lo lắng đau buồn rồi, chưa từng nói đến những cái bữa ăn mà không may em ăn em hốc một tí xương thôi là cha mẹ là đau khổ cỡ nào rồi, lo lắng cỡ nào rồi. Mình cứ hình dung những cái đơn giản như vậy thôi để mình nhớ đến cái công ơn của cha mẹ. Còn bây giờ là mình chừng này tuổi rồi, 19, 18 tuổi rồi, mình đủ lông đủ cánh rồi, có sức khỏe mình đi làm, đừng có ỷ. Mình có sức khỏe mình đi làm, cái đồng tiền là mình không xem ai là gì, đừng nghĩ như vậy. Nhưng mà mong rằng là em gái của em xem được video này, nhận thức được vấn đề đâu là đúng, đâu là sai, đang ở đâu đó thì báo tin về cho gia đình.
Thì hôm nay em về đây nhờ các anh quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm em gái. Em có đồng ý cho tất cả các anh chia sẻ video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm em gái về cho gia đình mình không? Dạ có ạ. Thôi cố gắng nhé. Anh cũng hy vọng vào ngày gần nhất thì em gái của em sẽ gọi điện về báo tin cho gia đình và em gái của em cũng hiểu được đâu là đúng đâu là sai để mà sớm mà liên hệ cũng như là quay trở về đoàn tụ với gia đình. Xin phép chào em. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Em nói điều gì nữa? Cố gắng nhé.